Chào cả nhà, hôm nay thì hai vợ chồng mình lên đây để xem cái xe điện của Việt Nam mình, qua đây để trưng bày để mình coi có xe có đặc biệt không nè các bạn. Xe điện VinFast ha các bạn, thì hai vợ chồng mình đang đứng ở Richmond Shopping Center ở đường số 3 ở Richmond. Thì xin mời các bạn theo dõi hai vợ chồng mình ha. Vô đây mình đăng ký xong người ta cho mình cái hai anh tên là Nguyễn Văn Thất. Có thì mình đăng ký nó có cái số chúng phải gọi có thể trúng thưởng cho. VinFast Roadshow mang VF8 và VF9 tới ba thành phố lớn của Canada, Toronto, Montreal và cuối cùng là Vancouver. Sự kiện này nhằm quảng bá sản phẩm Việt ra bạn bè quốc tế và cộng đồng Việt tại Canada. Có 2 chiếc hả anh? 2 kiểu à hả? Thank you. Thì một chiếc là VFA, một chiếc là VF9. Chiếc bự, chiếc nhỏ hả? Chiếc bự, chiếc nhỏ. Cái đó là VF9 đó. Thì đây là hai chiếc xe VinFast nha các bạn. Thì bây giờ vẫn còn trùm màn. VF8 và VF9 là hai mẫu ô tô điện VinFast đầu tiên được bán trên thị trường quốc tế. Trong đó, VF8 thuộc phân khúc SUV cỡ D, thấp hơn so với VF9 là SUV cỡ Y. Thì bữa nay cái sự kiện này thì cũng có rất là nhiều người đến xem. Ủa, cà phê sữa đá không? Đây có cà phê sữa đá Việt Nam luôn á. Hôm nay là ngày đặc biệt, VinFast dành riêng cho những người Việt đăng ký và đã đặt cọc mua xe. Mọi người hôm nay đến rất là đông, có thể hơn 100 người hôm nay. Có bánh da lợn hả ba? Bánh da lợn. Theo ban tổ chức thì trên Canada đã có hơn 1.000 người Việt đăng ký mua. Những người đến xem thì thưởng thức hương vị cà phê Việt Nam anh các bạn. À, có bánh 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 ngọt hả? Da màu nhiều lớp nữa cả. Cà phê này chờ chắc lâu hả anh? Đúng rồi ạ. Đợi một ly đợi cũng phải tầm 3 tới 5 tới 8 phút á. Để cho chị 2 ly đi ha. Dạ, nhưng mà bên em có khoảng nửa tiếng nữa, khoảng nửa tiếng nữa. Tại vì em có nhiều order lắm. Bây giờ chị có cà phê nóng thôi hả? Thôi vậy cho chị 2 ly một chút chị lại lấy. Được không? Gia đình mình thì có 5 người đi xem xe VinFast luôn. Ngon không? Chờ ly cà phê tới nửa tiếng lận. Nửa tiếng lận. Tại đông quá. Cái này gì hả? Quinoa. Blackberry and coconut. Nước hộp này là gì? Nước hộp cơm hay gì á? Thôi. Trân trọng chào mừng các vị khách quý và chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian tham gia cùng chúng tôi hôm nay. Welcome everyone to meet. I would love to introduce to you the honorable president of Mr. Church of Richmond City Councilor.
về phía VinFast. Xin trân trọng giới thiệu sự tham dự của ông Huỳnh Dư An, Tổng Giám đốc VinFast Canada cùng với các thành viên trong ban giám đốc công ty. Và tất nhiên, rất vinh dự được đón chào sự hiện diện của hơn 100 khách hàng VinFast và quý vị khách quý đã có mặt trong buổi sáng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì chúng tôi lần đầu tiên tổ chức một sự kiện rất là đặc biệt. Có thể nói là giới thiệu hai chiếc xe đầu tiên mà chúng tôi sẽ mang đến thị trường Canada là chiếc VF8 và VF9. Và ngày hôm nay là sự kiện đầu tiên chúng tôi chào đón các quý vị khách quý, đặc biệt là những quý vị trong cộng đồng người Việt tại Vancouver này. Vì trong số những cái khách hàng tiềm năng của VinFast lần này thì có một lượng khách hàng đáng kể là người gốc Việt Nam, tức là trong cộng đồng người Việt Nam. Thế thì cho đến nay thì anh An có cho biết là có đến hàng ngàn cái order rồi đấy, từ trong Canada, và trong đó thì có rất nhiều sự quan tâm của đồng bào Việt Nam. Thì tôi nghĩ rằng là đây là đối với VinFast chắc chắn đây nó là cái niềm tự hào, và là cái chắc chắn là VinFast sẽ rất là cảm động vì cái tình đồng bào ở trong này. Mà rõ ràng là khi chúng ta mua sản phẩm của Việt Nam, mua sản phẩm của VinFast, VinFast là một trong cái tập đoàn tư nhân lớn nhất của Việt Nam hiện nay, thì đương nhiên là sẽ góp phần là tăng GDP cho đất nước, và như vậy là góp phần cho đất nước mạnh lên, đất nước giàu mạnh. Tôi nghĩ đấy là chắc là mong muốn của tất cả mọi người. Bây giờ tôi xin tiếp tục giới thiệu ông Daniel Galia, quản lý cao cấp bộ phận kế hoạch sản phẩm tại VinFast Canada, sẽ tiếp tục giới thiệu về hai dòng xe của VinFast đang được trưng bày tại đây. Xin mời ông. My name is Daniel Galia. I'm responsible for product planning for VinFast. And you know, I think what I consider the most fun job of the day, I get to present to you our amazing cars. And so without further ado, I'd like to show off the first car we'll be coming to market with, the VinFast VF8. Let's hear it. So the VF8 is a mid-size. Lần đầu tiên nhìn tận mắt chiếc VF8, cảm thấy rất là ấn tượng. Xe đẹp rất mượt mà, không khác những chiếc xe ông lớn khác tiếng tăm ở Canada. The biggest of the two available batteries has a usable capacity of over 87 kilowatt-hours, and this gives you up to 471 kilometers of range on the WLTP test cycle. Using a DC fast charger, the battery can recharge from 10 to 70% in just 31 minutes. The two trim lines we're going to offer are known as Eco and Plus. I'm very happy to see that they're both equipped for the Canadian market though. They have dual motors, all-wheel drive, and heated steering wheel from standard, no matter which VF8 you choose. For the Eco, you get 349 horsepower and a lot of really good standard equipment. Stuff like a head-up display, 360 camera, front and rear parking systems, and even a suite of advanced driver assistance systems, like adaptive cruise control with steering assist. When you upgrade to the Plus, you actually get quite a few more features, stuff like 402 horsepower, a lot of luxury-focused things too, like leather upholstery, ventilated seats, bigger wheels, better sound system, and even a panoramic sunroof. The car that we have here on display today is an example of a Plus. Bây giờ mình vô trong mình coi.
cho nên đó. Thấy sao nông dân? Ấy cũng cũng ngon, anh không biết nha, vì nhiều xe về xe dữ lắm nhưng mà thấy cũng rất là đẹp, rất là mượt. Bây giờ đang rút thăm á, coi chừng trúng á không? Okay, số 015. 015. VF8 có giá khởi điểm là 51.250 đô Canada, khoảng 928 triệu đồng Việt Nam, cộng với giá thuê pin là 139 đô Canada một tháng. Xe VFA sẽ được VinFast dự định bàn giao vào cuối quý tư năm nay. VF9 có giá khởi điểm là 69.750 đô Canada, khoảng 1,263 tỷ đồng Việt Nam. Cộng giá thuê pin là 199 đô Canada một tháng. Xe VF9 sẽ được VinFast giao hàng vào quý 1 năm sau. Nhìn chung, mình thấy VF8 và VF9 rất ấn tượng, nổi bật với logo chữ V thể hiện cho Việt Nam. Có đủ để cho chúng ta nên người Việt dùng hàng Việt hay không? Người chúng tôi
mừng. Xin chúc mừng chị, và đây chính là bầu trời của trái lương chân lô. Thì bảo chị cứ thử sớm hơn. Cảm ơn chị đã có ngày hôm nay. Chúc mừng chị đã. Anh thấy xe điện Việt Nam mình sao? Rất là đẹp. Thấy là đẹp luôn các bạn. Thì xe nhỏ thì giá là 52.000, còn xe lớn là 69.500, mà tới năm sau thì mới có hàng lận. Rất là muốn mua mà không biết có tiền mua không. Dạ, xe nhỏ thì tới cuối năm nay bắt đầu có, nhưng mà giờ mình đặt hàng cũng rất là đẹp. Thì xe lớn là tới đầu năm 2023 mới có. Đúng rồi. Thôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của vợ chồng mình. Nếu các bạn thích xin like, đăng ký và chia sẻ để xem những video kế tiếp nha. Cảm ơn, hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Có số thì đổi được một cái cấp, cái ly VinFast ha. Wow. Cảm ơn ạ. Sao vậy? Đi mẹ hả? Không cần trúng thưởng, không trúng thưởng là chị đổi được cái ly. Rồi, mình chào mọi người luôn đây em ơi. À, bye bye, đi về. Được 3 cái ly.